2 xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Mua Đồ Giò. Mình là Nguyên Tào Lao, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balo Tali. Đây là kèo 1 công chấp 3 công nha các bạn. Khang Libero 1 công Thái cầu Thái Sport trắng dùm cho Khang. Và bên kia là Tiến Super, Tâm Dino và Sino. Còn bên đây phụ cho Khang Libero là Thiện Ngô Mội, Thái Sport. Trận đấu đang trở nên Lusabu và Lusabu rồi các bạn ơi. Hiện tại bây giờ hàng 6 đang ở ngoài rất sung rồi các bạn ơi. Hàng 6 đang Lusabu làm kèo sổ rất sung các bạn ơi. Trận đấu này hay nè các bạn ơi, trận đấu này là đua nha, kèo đua. Kèo đua có khác kèo đi bộ có khác nha các bạn hiểu nhớ nha. Kèo này kèo đua cho nên mới Lusabu như thế này. Còn kèo đi bộ là đi vô đi bộ kỳ cục lắm. Còn đây là Nốt, bạn của Đại Lâm, một trong những cầu thủ Gia Lâm rất ghê và rất ghê. Còn đây là ông Bầu Chi, hiện tại bây giờ xôn xao miền Tây. Ông Bầu Chi là xôn xao miền Tây. Chuẩn bị vô hàng. Còn đây là YouTuber bóng chuyền kỷ niệm. Ông này làm nhớ lại bài hát kỷ niệm quá. Biết chăng ta nữa hả? Không không. Một pha xử lý quá hay của Tiến Super. Nó đè vô, nó đè vô vậy nè. Lọt. 1-0. Thì kỳ trời. Kèo này ngon quá Khang nháy nè. 1 đều và phát bóng hộng của Tiến Super. Bên đây đẹp hơn, bàn hơn bánh. 1 đều. Một pha phát bóng quá hay của Khang Libero. 2-1. Một pha bài cá quá ghê của Khang Libero các bạn ơi. Các bạn nhìn một cái đường kìa, trượt quá ghê, chạy bụng hết rồi Khang ơi. Hai đều. Trận đấu đang cho nên rất nóng các bạn ơi. Chết tôi. Pha bóc bóng ngoài của Tiến Super. 3-2. Con có gửi số tài khoản chưa? Ba con gửi tiền cho con xuống chứ sao? Rồi rồi hả? Té luôn các bạn ơi. Quay cho thầy con mọi. Phản công cho Khang Libero. Hết đi. Một pha bỏ quá hay của Tiến Super. 3-2. Xin lỗi các bạn, ba đều các bạn ơi. Ba đều. Có mà. Ổi cơm. Bóng rồi. Khang Libero đập bóng ba ra ngoài. Hai quả liên tiếp. Khang Libero đánh bóng ra ngoài, hai quả liên tiếp. Chị muốn ra không sao quý.
Bên nào còn tiền? 63. Nhiều. Xin lỗi các bạn mới 53 các bạn ơi. Xin lỗi các bạn mới 53 thôi nha. 26 đang luôn số bù quá các bạn ơi. Năm ba hả? Năm ba. Không sao, lỗ cũ. Năm ba. Không hiểu điều gì đang xảy ra giữa Khang Libero. Ba pa liên tiếp ra ngoài ba quả. 6-3. Bỗng xem ngoài nữa rồi các bạn ơi. Bốn sao. Quá ghê cho Khang Libero. Quá ăn đẹp trực tiếp đầy quy lực. 5-6. Bên nào đang bậy? Bên bên kia phải không? Đây. Có. Có. Một quả quá mạnh của tiến shipper. Bóng bật tay chân thái sport ra ngoài. 7-5. Đá mình không bẫy luôn. Kèo này chưa có gì mà 16. Sáu bảy. Chết tôi. Quá ghê. Quá ghê cho Khang Libero. Hai quả liên tiếp ghê cho đó. Bảy đều. Ai đang bảy không lấy chay nữa ơi. Phát đầy quy lực. Trận đấu đang trở nên rất hay và các bạn ơi. Mày hả? Mày giỏi qua đây là mày ngồi tao mà. Sao mày không đi nói? Nói đây thú ơi. Kim chanh nấu tiền đò tiền ăn. Nhiều mấy hả? Bảy đều. Khang Libero phát bóng ngoài, đổi sân, 8-7. Anh Tâm ơi, có lỗ bên nhà nó, cố anh Tâm. Kỹ nè anh Tiến ơi, không có gì hết anh Tiến ơi. Tới bảy nè. Cố nè. Một quả xem nguy hiểm. 8 đều. Cái này 8 cây.
cạn lực phát bóng lực đi như vậy. lực phát không bây giờ. Một pha ra tay quá nhanh của Tiến Super. Chính tám. Quá đáng tiếc một pha phản công của Tiến Super. Cao Thái Sì Bò chẳng qua rác. Chính đều. Thầy ăn nói như vậy. Ra thì đưa bên đây. Chính đều. Hồi nãy mình lấy 7 mà sao gan 8 là 20 là 1000 à. 5000 à. Sắp vô. Rồi. Xong cái gì rồi. Một quả công lưới quá tốt của Tiến Super và Tiến Super đã bị chẹo chân rồi các bạn ơi. Bị sập sập mây luôn vậy Tiến. Các bạn ơi để đây làm giúp Tiến các bạn ơi. Cầm cái cây này quay chóng luôn sao luôn. Chào cho bác sĩ Hiệu đi. Bác sĩ Hiệu ở đâu? Các bạn Quýnh Banh thì các bạn biết cái từ không? Đạp giò. Cái này đạp giò thiệt các bạn ơi. Con kia đạp giò nó từ khác nha. Con này là bị đạp giò thiệt. Cái này là bị đạp giò thiệt các bạn ơi. Nó bị thằng kia đạp lên mà Thái nó đạp lên. Đạp lên đầu. Đầu. Không chết. Quá đáng tiếc. Bóng ra ngoài, mời đeo. Chưa sao. Cơ hội. Cơ hội cho Khang Libero. Quá hay. Một pha chuyền cao Thái Sì Bò không được tốt. Và Khang đã xử lý quá hay. 11-10. Một pha quá nhanh, quá nguy hiểm của Tiến Super. 11 đều. Pha này Tiến Super ăn nha bạn, Super ăn nha. Còn trái sau thì có thể là thôi nha bạn. Vì trái banh nó hơi lỗi kỹ thuật nha. Miền Tây chứ không phải Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn nha các bạn. Pha xử lý quá hay của Khang Libero. 12-11. Đâu đây, sao ông cáp vô chơi vậy cho vui đi. Kêu xe lâu cáp vô nè. Quán lấy bàn lên phải ăn cái là có cơ hội à. Đây này. Vậy 12-11. Khang Libero vừa phát bóng băng điểm trực tiếp. 13-11.
Khang Milo Libero phát bóng hỏng. 12-13. Nhã ơi là Nhã. Nhã ơi. Nhã à. Tiến shipper lại phát bóng hỏng. 14-12. Mười bốn mươi hai. Khang Libero phát bóng hậu. 13-14. Xe này 16-14 nữa. Nó mặt cao quá mà. 15-13. Khang Libero phát bóng hậu. 14-15. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Tiến sĩ Bơ tự sát tại Nam Lạc. 16-14 nghiêng về cho Khang Libero. Cao Thái Sĩ Bơ và Thiện Ngô Mội. Đây là sân Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang. Khán giả rất đông các bạn ơi. Quá đông, quá đông. Tiến sĩ Bơ tự sát tại Nam Lạc. Nó kêu tôi chờ chờ ngoài lấy đợi kia lấy. Mày đi đá bạc mà mày ngon mà lấy đâu cũng nổi. Ông nội chứ ở bên tí chứ mà bây giờ sao mình